Thưa quý vị, hiện nay việc kiếm tiền từ YouTube đã khiến cho nhiều người tìm đủ mọi cách để có thể thu hút lượt theo dõi trên kênh YouTube của mình nhằm được hưởng tiền từ việc quảng cáo mang lại. Chính vì thế mà rất nhiều những kênh YouTube có nội dung không lành mạnh ra đời, ảnh hưởng không nhỏ đến người xem. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đề nghị Google ngừng việc chia sẻ tiền quảng cáo đối với các kênh YouTube có những nội dung giật gân và những nội dung nhảm nhí. Theo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông. Hiện nay trên YouTube đang tồn tại nhiều kênh và video hướng tới người xem là giới trẻ có nội dung không lành mạnh, vi phạm pháp luật trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Điều đáng chú ý cùng nhận thấy các kênh YouTube này đều là các kênh cá nhân hoạt động độc lập, không chịu sự quản lý của các công ty quản lý mạng đa kênh của YouTube tại Việt Nam, Multi Channel Network (MCN). Trước tình hình này, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đề nghị công ty Google ngừng việc chia sẻ tiền quảng cáo đối với các kênh YouTube có nội dung nhảm nhí giật gân khi có yêu cầu của Cục nhằm bảo vệ người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ và cộng đồng các nhà sáng tạo nội dung có uy tín tại Việt Nam. Nếu kênh tiếp tục vi phạm, Cục sẽ đề nghị YouTube ngăn chặn gỡ bỏ kênh. Ngoài ra, Cục cũng đề nghị tăng cường bộ lọc và công cụ kỹ thuật để chủ động giả soát, phát hiện các kênh video có nội dung nhảm nhí, ảnh hưởng sâu đến giới trẻ để ngăn chặn và gỡ bỏ.